Lý Motor xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đây là hiện tại là con động cơ này mà nó chạy ở cái máy rửa các bạn. Đây tôi đã cuốn xong đây rồi. Các bạn nhìn thấy dây đồng nó có nhiều hơn so với cái hôm qua không? Đấy. Thì con này là tôi đã nâng công suất của nó lên. Thì nhiều bạn bảo là mình tăng cỡ dây lên thì là nó có ảnh hưởng gì đến động cơ không, mà cái này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, nó chỉ là nâng công suất của động cơ lên thôi các bạn nhé. Đây tôi đã ghi lại đây rồi, đâu rồi đấy. Cái này dây làm việc của nó có dây hai dây 0,80 thôi các bạn này. Đấy, dây khởi động của nó thì chạy dây 0,85, số vòng thì đây tôi đã ghi ra đây rồi. Đấy, con động cơ này động cơ của toàn phát nha các bạn nhé, 1,5 kW đấy. Đây chiều dài của rô to là 7 cm này, chiều rộng của rô là 9,7 cm. Đấy, đây là bước vào dây này, 579 là bước vào dây của khởi động, còn 4,6,8,10 là của làm việc. Đấy, các bạn thấy rõ chưa? Rồi bây giờ ấy, như cái con động cơ này ấy, thì là tôi đã nâng dây nó lên thành dây làm việc của nó là dây 0,85 và dây 0,90, còn dây khởi động là tôi quấn luôn thành dây 0,90. Đấy, đo cho các bạn xem nhá, các bạn nhìn thấy rõ không nhỉ? Thấy rõ nhá. Đấy, tôi đo xem có phải không. Đấy, đây này, 0,90 trừ đi 0,91 trừ đi 0,6 phân gem thì là còn dây này là dây 0,85 nha các bạn nhá. Đấy, đã lớn hơn dây 0,80 rồi nè. Tôi lôi luôn lên như thế này, tiết kiệm cái dây điện ra. Đấy, vuốt thẳng. Đấy, 0,96 à, thành trừ lớp vỏ đi thành dây 0,90 các bạn nhé. Nhìn thấy rõ không? Rồi, thế này mới rõ này. Đấy, là làm việc tôi sẽ quấn là dây 0,85 và dây 0,90. Lớn hơn hai dây đầu tiên là dây 0,80 theo nguyên bản của nhà sản xuất rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà hay làm những con động cơ 1,5 kW của điện cơ toàn phát này thì là các bạn khả năng là cũng sẽ có cái thông số. Đây, dây 0,90 các bạn nha. Đấy, đây là dây khởi động. Thì các bạn chờ tôi một chút, bây giờ tôi sẽ lắp nó vào và tôi sẽ test cho các bạn xem dòng của nó bao nhiêu ampere và chạy nó có khỏe, nó mạnh hơn không nhá các bạn nhá. Các bạn chờ tôi một chút, tôi lắp vào đã. Còn lắp vào thì ai biết lắp rồi à. Còn tôi nói luôn này, đây cái này khi chúng ta đấu thì vẫn cứ đấu ra đầu nối tiếp các cuộn dây ở bên trong thôi, cho ra ngoài 4 đầu dây, 2 đầu, 1 đầu đầu và 1 đầu cuối của khởi động, và 1 đầu đầu và 1 đầu cuối của làm việc, lên 4 dây thôi. Nó sẽ có 2 dây dơ le lên, 2 dây dơ le lên ấy thì là cái clip mà đấu cầu ở trên này thì là tôi đã quay clip cho các bạn xem rồi đấy. Thì các bạn đấy nhá, đây dây nó đã to mà nó cũng đã đầy rãnh rồi, không cần nêm nữa. Thì tôi đã quay clip cho các bạn xem rồi thì là các bạn sẽ cứ vào trong đấy xong là mình tìm cái clip đấy để xem cho các bạn nha. Có clip rồi đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ lắp nó vào.
các bạn chờ tôi lắp này vào thì là sợ các bạn nó chờ nó lâu, video nó dài quá thì tôi lắp xong đã các bạn nhé. Đây rồi, tôi các bạn chờ tôi lắp lốt này một chút nhé, xong là mình test xem dòng nó bao nhiêu a. Đến khi mình tải thử nó sẽ là dòng nó như nào, cho nó bơm nước luôn đi các bạn. Bây giờ mình thử test không tải đã các bạn nha. Cái này ở trên mác của nó ghi là 9,4 ampere, 9,4 mác thì khả năng nó ghi đúng, trước là chạy nó yếu quá. Tại vì quấn lại con này xong là tôi lâng dây lên như vậy là nó sẽ bị lên mất 5 lạng dây đồng. Tăng thêm đấy các bạn, tăng thêm 5 lạng. Nhưng không sao, cứ khách họ chạy khỏe là được. Xong là mình sẽ test thử. À mà nhiều bạn ấy thì cứ hay hỏi tôi là cái số điện thoại của tôi ấy, thì các bạn không cần phải lấy số điện thoại của tôi làm gì đâu. Có gì thì là kết bạn xong là nhắn tin vào Facebook nhá. Facebook là Motor, Linh Motor, viết có dấu, Motor có dấu, viết liền các bạn nha. Linh Motor. Đấy, xong các bạn là nhắn tin có gì thì gọi tôi qua cái tin nhắn Facebook ấy. Gọi qua đấy nó không mất tiền của các bạn. Còn tôi không cho số điện thoại của tôi đâu. Tôi cho số điện thoại thì các bạn gọi qua điện thoại thì là nó sẽ mất tiền tốn kém cho các bạn nha. Giờ mình lắp lốp cái con tụ bên này nữa là lại thành một chiếc động cơ hoàn chỉnh đẹp. Cái này như con tụ ấy, thì là hôm họ mang đến thì tôi đã kiểm tra là nó ok, nó chết mất một con thì tôi đã thay một con mới rồi. Họ mang đến là con động cơ này nó chạy tụ có 200mm đấy các bạn nhé, tụ khởi động ấy. Tụ đề là 200mm nhưng mà tôi thay một con khác là tôi lâng lên thay còn 300mm. Thì những cái con tụ đề mà với những cái con động cơ mà nó có hai con tụ như thế này thì là mình không, con tụ đề thì nó 200-300 chạy nó cũng như nhau thôi. Nhưng lắp con 300 ví dụ và nhiều khi mà đề nó phải tải nặng ấy thì là nó sẽ mạnh hơn là con 200. Nhưng mà khi khởi động xong là nó ngắt, nó nghỉ làm việc nên là các bạn không sợ đâu nha. Con tụ ngậm thì phải để ý. Tụ ngậm để tụ nó ngậm to quá là nó cũng không được. Bỏng máy, nhanh cháy. Nào mà thiếu mất một kéo rồi. Tí nữa tôi sẽ lôi ra tôi bơm thử nước luôn các bạn nhé.
giờ chỉ còn tắt vào cho nó chạy thử đã, xong là tôi sẽ lắp nó lên cái bệ kia cho nó kéo nước thử. Con động cơ này là của Toàn Phát nhưng khả năng nên là họ ghi là đề là 1,5 kW nhưng mà nó khả năng nó thiếu công suất các bạn. Khả năng như con này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1,1 kW. 1/2 HP thôi. Dòng của nó như con này là chạy không tải nó là 9 ampe các bạn. 9 ampe mà khi tôi đã nâng công suất, nâng cỡ dây lên thế thì đồng nghĩa là dòng của nó sẽ tăng lên. Tăng lên thì đương nhiên là công suất của nó là phải tăng các bạn nhá. Nhiều bạn thì cứ hay hỏi tôi bảo là anh ơi thế mình nâng dây lên thì có sợ dòng nó cao không? Bảo, đương nhiên là dòng nó sẽ cao hơn một chút rồi nhưng công suất nó sẽ tăng. Công suất nó tăng thì động cơ nó chỉ có chạy khỏe hơn thôi các bạn nhé. Còn nhiều người ấy thì là thấy nó chạy yếu thì bảo là bây giờ chạy yếu ấy thì chỉ quấn thêm cho nó vài vòng nữa để nó chạy khỏe hơn. Cái đấy là không có đâu các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà vẫn giữ nguyên cái cỡ dây như vậy mà các bạn tăng cái số vòng lên thì là động cơ nó chỉ có yếu đi thôi. Đấy. Còn nhiều người ấy, thì họ lại bảo là ở chỗ tôi ấy, thì dân họ lại bảo là vâng. Đây, nó đấy. Dây mềm không chú? Mà sao thấy đồng hơi đen đen nhỉ? Đen là gì? Gì đấy? Nó bảo dây chuẩn. Mà thằng này có 3 sợi thôi. Vâng. Cái thằng dây trắng kia nó 4 sợi cơ. Đúng nhỉ? Dây trắng của chú kia 3 sợi. 3 sợi không? À, 3 sợi. Vâng. Rồi dây này chạy 50.000 mét. 50.000. Cháu mua bao nhiêu? Cái dây kia nó như loại bé hơn thì phải. Dây là 6 ly. Dây 6 ly, dây kia 4 ly. Dây kia 40.000 nhé. Cáp điện các bạn. Đây. Cáp 3 pha. Bốn ly. Để chạy cái này cũng vừa. Vâng. Động cơ 7 cân nó mái này. Vâng. Đây. Nhìn được lâu dài. Cứ chơi cái anh to to này. Cái này hãng này của đóng như hãng gì? Không để ý được nhưng mà loại thế nó tốt. Đấy, nói tiếp các bạn nha. Xem cái cáp điện gì. Nhiều khi nhiều người ấy bảo là giảm số vòng đi để cho động cơ nó khỏe hơn. Nhưng mà đúng rồi, khỏe hơn các bạn. Chạy khỏe hơn nhưng nhanh cháy hơn nhá. Nói luôn là như thế. Nếu mà giảm số vòng đi thì chỉ giảm được ở những cái chỗ điện yếu thôi. Còn điện ví dụ như mà lúc nào nó cũng cứ 220 đến 240V thì các bạn giảm đi thì lại nhanh phải cuốn lại thôi. Động cơ chạy rất mỏng nhá, nó không mát máy đâu. Đấy thôi. Khả năng không cần test đâu, test cái máy rửa này thì là nó cũng chẳng có cái gì cả, cứ lắp vào nó chạy nên là ok rồi. Thôi. Gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo nhá. Bye bye. Dừng đây.